Sau đây Napigo sẽ hướng dẫn anh em cài đặt máy tính về đúng chế độ boot trực tiếp vào ổ game. Đầu tiên là anh em ấn vào cái thanh Start, gõ chữ Setting nhé. Setting. Rồi, Setting. Có cái hình bánh răng. Sau đấy sẽ vào cái mục System. Đấy, System. Anh em kéo xuống. Tìm cái phần là Recovery. Đấy, Recovery. Ấn vào. Thì bên đây nó sẽ có cái Advanced Startup. Mình sẽ ấn vào Restart. Restart Now nhé. Restart Now. Cho máy nó chạy lại. Thì anh em lưu ý là khi mà mình vào chế độ boot ấy, thì máy tính khác nhau nó sẽ có cái nút bấm để mình kích hoạt cái chế độ boot khác nhau. Thường là nút ESC này, F2 này, hoặc là F9, F10, F11, F12. Đấy, anh em ấn đi, ấn tất cả các nút đấy là tự nó vào. Đấy, thường là ấn ESC hoặc là F2 là nó vào. Một số dòng máy thì phải ấn cái hàng này. Thì anh em cứ ấn tùy vào cái máy hoặc là tra Google nhé, nó sẽ ra. Rồi, ở đây mình sẽ vào là troubleshoot nhé. Mình dùng cái phím lên xuống hoặc là dùng chuột cũng được, troubleshoot này. Rồi, advanced option. Vào cái firmware setting này nhé. UEFI này. Đó là máy tính khác nhau nhưng mà nó chữ nó sẽ giống nhau. Rồi, restart nhé. Rồi, ở đây là cái giao diện mà để mình cài đặt cái chế độ BIOS. Đây, nó có main này, advanced này, boot này, security này, save and exit nhé. Thì mình chỉ cần cài trong cái phần boot này là được. Đấy, cài chế độ boot này. Thì anh em để ý là cái fast boot này nhé. Thì anh em để cho mình là chế độ là disable nhé. Disable, ok. Và cái boot option này là nó sẽ quyết định là máy tính nó sẽ boot vào cái nào trước. Thì anh em lưu ý để cho mình là chế độ là ví dụ như là USB nhá. Ưu tiên là USB sẽ là được boot trước này. Đấy, sau đến USB CD đấy. Còn ví dụ cái Windows này thì anh em boot cho mình là cuối cùng nhá. Vì là cái Windows này nó sẽ vào trực tiếp máy tính như bình thường. Đấy, cho cái USB lên đầu. Thế là xong. Phần hard disk priority này thì không quan trọng. Rồi sau đấy mình sẽ đến cái save and exit nhá. Mình sẽ save, change and reset lại này. Đấy, new cái vừa thay đổi này. Ok, yes. Thì khi mà màn hình vừa sáng lên mình cũng ấn F2 ESC thì đấy, đấy là cho nó tự động nó boot vào nhá. Đấy, ấn cái này. Nó sẽ hỏi là mình muốn vào Batesera Unit hay không. Thì mình sẽ vào nhé. Chọn. Thì nó sẽ boot vào cái ổ game của mình. Đấy. Nếu anh em có thắc mắc gì hoặc là những cái dòng máy nó khó vào thì có thể tra trên Google nhé. Cách vào boot nhé. Hoặc là nhắn tin cho shop, shop sẽ hướng dẫn cho anh em. Đây là mình đang vào game rồi. Ok rồi.